Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ được các giá trị vận dụng này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là cả một quá trình mà bản thân chính nhà đầu tư phải thấy rõ được các giá trị giao dịch thực tiễn ở trên thị trường từ chính những người được gọi là áo quân Forex thế giới, hoặc pro trader, hoặc chuyên gia Forex, hoặc là thầy dạy Forex ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tất cả đều phải chứng minh giao dịch thực tiễn trên thị trường để cho nhà đầu tư trực tiếp theo dõi, nhìn nhận và đánh giá. Thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có một giá trị duy nhất, đó là dễ mất tiền và đơn giản các bạn sẽ phải tan ra bại sản trên thị trường giao dịch Forex này. Thị trường giao dịch Forex không có chuyện là gì nhỉ? Chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học tiền về ngay tại lớp, hoặc học chưa xong, hoặc học vừa xong là ra ngoài có thể vận dụng giao dịch thực tế mà ngay chính cả bản thân. Cái người đứng ra chia sẻ được gọi là thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hoặc pro trader còn không chịu chứng minh bằng thực tế giao dịch trực tiếp và cho nhà đầu tư theo dõi ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá trực tiếp về tất cả mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những nhà đầu tư, bản thân các bạn là những người tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này. Hãy đi thật chậm lại, nhìn nhận về mọi giá trị trên thị trường. Mỗi phương pháp đều có cách vận dụng khác nhau ở trên thị trường. Quan trọng nhất là người đứng ra chia sẻ, họ có vận dụng, áp dụng thực tế được ở trên thị trường giao dịch Forex để tạo được ra các giá trị lợi nhuận cho chính bản thân nhà đầu tư, để cho nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ về các giá trị thực tiễn này hay không ở trên thị trường. Không có một phương pháp nào đúng mà chẳng có một phương pháp nào sai trên thị trường giao dịch Forex. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất, kẻ đó có giao dịch được hay không ở trên thị trường. Lừa đảo chính là gì? Không giao dịch được, không chứng minh được, không cho chúng ta thấy rõ được các giá trị vận dụng ở trong thực tế trên thị trường để chúng ta nhìn nhận và để đánh giá trực tiếp trên tài khoản của bản thân họ sâu full trong thời gian dài ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là kẻ bịp bợm lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những con người đi tìm hiểu về thị trường, bản thân các bạn là những trader thật sự trên thị trường giao dịch Forex. Hãy nhìn nhận thực tế và đánh giá được về mọi giá trị trên thị trường. Tôi chia sẻ và cảnh báo đến nhà đầu tư, cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi góc khuất ở trên thị trường để nhà đầu tư hiểu được rằng tất cả giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này không phải các bạn có phương pháp là các bạn có thể tồn tại được, mà bản thân các bạn phải hiểu rằng đó là cả một quá trình mà người thầy họ phải chứng minh và thực tế, và ngay cả bản thân các bạn phải luyện tập nhìn nhận đánh giá về những giá trị đó trên thị trường trong suốt một thời gian dài mới có thể hoàn thiện dần dần và tạo ra những giá trị cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Mọi giá trị tôi chia sẻ trên thị trường đều có cơ sở để cho nhà đầu tư nhìn nhận, đều có giá trị để cho nhà đầu tư đánh giá, và đều có sự chứng minh bằng thực tế trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả quá trình phát triển của website đào tạo Forex và của bản thân tôi trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Đánh giá và đều có sự chứng minh bằng thực tế trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả quá trình phát triển của website đào tạo Forex và của tôi trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.